Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Nibat. Thì dự án Nibat này có một cái chương trình là Public Sale and Community này bạn. Thì dự án này thì nó bán mã thông báo cái đồng token BAT của nó. Thì dự án này thì mình bỏ qua nha bạn. Thì nó có một chương trình này góp dành cho tất cả các bạn may mắn nhận được NFT này các bạn. Thì các bạn đăng ký để có cơ hội giành được NFT các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Như đầu tiên các bạn join kênh group nữa các bạn. Rất là đơn giản các bạn. Rồi, đây thì verify claim không ta? Để mình coi các bạn. Rồi, sau khi các bạn join xong thì các bạn bắt đập lời các bạn follow Twitter tiếp tục nữa các bạn. Trên Twitter nữa thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn tự biết tự biết cái game nè, test like nè. Sau đó các bạn nhấp vào link form của mình nha các bạn. Rồi các bạn chỉ khai báo thôi các bạn. Dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của các bạn vào nè. Rồi anh em thì bạn ghi họ và tên của mình nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram bạn đã cho anh xào hay góp nha các bạn. Để mình có username. Nhưng ba gạch cùng vào setting copy username mình ở cộng anh 3 số 1 3 số 2. Tiếp tục thì bạn điền lưu username tại Twitter đã lâu dán. Nếu các bạn trúng cơ hội này thì các bạn có thể mua token của nó các bạn, mua đồng token BAT của nó. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ EC 10 trên dưới chút của các bạn nha các bạn. Các bạn nhấn vào ETH nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn muốn ra là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận NFT đến từ dự án Nibat đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.